Bộ trưởng Ngân khố Australia vừa tuyên bố nước này sẽ không lùi bước trước Facebook sau khi gã khổng lồ công nghệ này chặn nội dung tin tức của các hãng tin tức nội địa từ ngày 18 tháng 2 trên nền tảng truyền thông xã hội. Ông đồng thời bày tỏ thất vọng về hành động của Facebook. Chính phủ Australia quyết tâm thúc đẩy việc ban hành bộ quy tắc thương lượng truyền thông nhằm buộc các công ty công nghệ trả tiền cho nội dung tin tức xuất hiện trên các nền tảng số. Bộ Ngân khố Australia cho biết sẽ tiếp tục trao đổi với ông Mark Zuckerberg trong ngày hôm nay để tìm ra giải pháp hợp lý. Đây sẽ là lần thảo luận thứ ba của bộ này với Mark Zuckerberg sau các cuộc trao đổi vào ngày 14 tháng 2 và ngày 18 tháng 2. Trước đó, chỉ trong một đêm, Facebook đã xóa toàn bộ nguồn cấp dữ liệu của hàng chục trang thông tin truyền thông của Australia. Động thái này được xem là phản ứng của Facebook với kế hoạch của chính phủ Australia, dự kiến thông qua dự luật buộc các nền tảng số phải trả phí cho những nội dung thông tin.